Thưa quý vị, năm nay người dân thành phố Đà Nẵng đón Giáng sinh trong thời tiết khá đẹp với nhiệt độ khoảng 19 độ C. Tuy không rộn ràng náo nhiệt như những năm trước, nhưng không khí trong đêm Giáng sinh vẫn ấm áp và vui tươi. Nhà nhà, người người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm bên ông già Noel, cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp và kỳ vọng về một năm mới an lành. Cây thông Noel khổng lồ, một địa điểm lý tưởng luôn thu hút các bạn trẻ đến check-in, chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng không khí trong đêm Giáng sinh. Và một điều đặc biệt, đa phần người dân, du khách và các bạn trẻ đều đeo khẩu trang trong quá trình chụp hình để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Mùa dịch thì mọi người đều đeo khẩu trang để phòng dịch, chống dịch tốt nhất. Tuy là mình thì không theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà mình cũng có một cái tinh thần nó phấn khởi khi đến ngày Noel này. Hiện nay số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng tiếp tục được ghi nhận, nên mọi hoạt động tập trung đông người đều hạn chế. Mỗi giáo họ hoặc gia đình giáo dân sẽ cử đại diện tham dự chương trình thánh lễ tại các nhà thờ để đảm bảo quy định phòng chống dịch. Khi đi vào hai cổng thì có quét COVID và diệt khuẩn nữa, có sát khuẩn để hai đầu cổng sát khuẩn. Có tuân theo mọi cái của nhà nước, 5K của nhà nước. Để đảm bảo an toàn cho người dân vui đêm Giáng sinh, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng được bố trí tại các điểm tập trung đông người trên đường Trần Phú, vòng xuyến Cô Quyền, cầu Sông Hằng để hướng dẫn điều tiết phương tiện, tránh ùn tắc giao thông. Ngoài ra, công an thành phố Đà Nẵng còn chủ trì các tổ tuần tra lưu động đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Chúng tôi cũng đã phân công lực lượng phòng chống tội phạm tổ chức mật phục để mà phòng chống, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng để mà trộm cắp, móc túi trong khu viên nhà thờ Con Gà. Đường phố Đà Nẵng đêm nay lung linh sắc màu, ai nấy đều hòa mình vào bầu không khí se lạnh để tận hưởng một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên người thân, gia đình và cùng nhau kỳ vọng về một năm mới may mắn, hạnh phúc và bình an.